Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Đẹp trai là lợi thế, ế là một kỹ năng, tuy không có lợi thế, nhưng kỹ năng thì anh bổn có thừa, vì thế nên anh không có gì ngoài thời gian rảnh. Và vì thế, anh phát hiện ra một tổ ong bắp cày, nhưng quan trọng là trông nó rất kỳ lạ, dù sở hữu chiếc nọc độc cực chiến. Nhưng nó lại đang ỉu xìu một cách bất bình thường, đây là loài rất hiếm khi nằm yên như thế này. Với kinh nghiệm của mình, anh bổn biết rằng nó đã bị thứ gì đó chiếm hữu và điều khiển. Kiểm tra kỹ một chút, bạn có thấy nó không? Một thứ kỳ dị gì đó đang tòi ra ở phần đuôi con ong, rất rõ ràng đó là một khối u không tự nhiên. Hẳn là nó ẩn chứa một loài ký sinh nào đó phía trong, anh liên tục chạm vào vết kỳ lạ đó, nó là một thứ tách biệt hoàn toàn với con ong, vì thế anh quyết định lôi nó ra. Thứ gì mà kinh dị thế nhỉ? Trông nó như một con sâu to lớn trong suốt vậy, hơn nữa còn rất dài, anh bổn phải cố gắng rất nhiều mới lôi được nó ra. Trông nó như một con giòi vậy, trắng muốt khá mềm, nhưng nó không hề di chuyển tẹo nào, cứ đứng yên như thế. Đây là một trong những loài ký sinh trùng nguy hiểm đối với ong bắp cày, khi nhiễm phải loại này, ong sẽ không thể tự điều khiển được bản thân để làm việc, mà dần trở nên yếu ớt, chỉ ở lì trong tổ, cho đến khi bị con ký sinh trùng kiểm soát hoàn toàn và đăng xuất. Thế nhưng, những con giun này sẽ khiến cho ong bắp cày sống lâu hơn, bởi việc chỉ ăn rồi ru rú trong tổ, thế nhưng đó chỉ là sinh tồn chứ không phải sống. Sống mà bị kẻ khác điều khiển thì còn gì là vui vẻ, để trừng phạt con giun kinh dị này, anh mang nó vào bể cá piranha, và đương nhiên, chỉ bằng vài cú đớp nhẹ nhàng, con cá đã dọn sạch con giun. Còn rất biết cách chia sẻ với nhau nữa chứ, thật kinh dị, nghĩ đến cảnh con giun nó chui vào trong cơ thể con ong, rồi cứ thế, từ từ chiếm lĩnh thần trí của vật chủ. Anh lấy ra một con ong khác, lôi được con giun ra rồi cho con ong chén luôn, như một hình thức trừng phạt xứng đáng, cho tội trạng mà nó đã gây ra. Có bác nào nhìn thấy cảnh này lại bị rợn người vì kinh dị không nhỉ? Thế giới tự nhiên đúng là huyền bí. Đây là một tổ ong lớn mà anh bổn nhặt được từ trên rừng, chúng là một trong những loài kiến khủng trên thế giới, và hôm nay anh sẽ có trò vui với những chiến binh thiện chiến này. Anh lấy ra một con heo đất, nhưng không phải khứa mà nhận lì xì 200 mỗi ngày, mà là một bản nâng cấp. Với cặp mắt không thể vô tri hơn, lại còn có thể chuyển động để thể hiện biểu cảm, bạn thấy không, anh thử thả một xu vào trong, nó ngay lập tức như đang nhai chóp chép. Các chuyển động khá chân thực đấy nhỉ, không biết em nó được làm bằng gì. Trông độc lạ thật đấy, nhưng thú thật, nhìn kỹ vào đôi mắt đó, bún thấy rén ghê, trông cứ kinh dị không chịu được, thế nhưng con heo đất này lại có thiết kế mà theo anh bổn là rất phù hợp cho đàn kiến sống sót, vì thế, anh đổ cả tổ kiến lên phía trên hộp heo đất. Chúng bắt đầu di chuyển, rất nhanh đã có con khám phá ra có lối đi vào trong, liệu chúng có chọn nơi này là địa điểm để xây nhà không nhỉ? Là một loài cẩn thận, chúng tỉ mỉ kiểm tra phía trong, rồi còn không quên hú hét gọi nhau khi thấy trong đó an toàn nữa chứ. Và thế là, không biết hộp heo đất này có phải tương Chinsu không, chứ vừa nhìn thấy tụi kiến đã muốn chấm rồi đấy. Cả đàn kéo nhau bế trứng bế đồ đi vào trong, trông đến là bận rộn, nhưng cũng rất quy củ, chẳng mấy chốc, cả đàn chỉ còn lại lác đác vài con phía ngoài. Anh chờ đợi đến khi tụi nó đã vào hết phía trong, một ngày đã trôi qua, ô, vẫn còn rơi rớt mấy con phía ngoài kia. Anh bổn tò mò nhìn vào trong, không biết sau một ngày tụi nó đã làm được những gì nhỉ. Anh để một chút nước phía ngoài. Anh muốn tiếp tế thức ăn cho tụi kiến, vì thế đã lấy ra mấy con rán, chiếc hộp heo đất ngọ ngoại cái miệng muốn nuốt cả thế giới của mình. Rồi liên tục đớp không trượt miếng nào, tất cả những con rán mà anh mang đến, anh còn muốn tặng thêm tụi kiến một miếng thạch côn trùng. Nhưng có vẻ như nó quá to, nên hộp heo đất không chịu mở miệng, thôi thì đành đặt phía ngoài, tụi kiến này tha thức ăn giỏi số 1. Khổ thân hộp heo đất, tụi kiến liên tục đi lại, tạo ra chuyển động, khiến nó không thể ngừng đớp lia lịa, cho đến khi mệt quá mới đành chịu dừng lại. Kiến hoạt động rất mạnh vào buổi tối, cuộc sống thật nhộn nhịp, còn trong chiếc hộp này là một tổ kiến khác, chúng bé tí xíu, và được anh tặng cho một ngôi nhà sang chảnh nhất trong làng kiến. Đó là một con smartphone, bạn xem đế chế của chúng cũng khá hùng mạnh rồi đấy chứ, anh đặt vào đó một con rán nhỏ làm bữa ăn. Lũ kiến tí hon ngay lập tức bu lấy nó, đầu tiên là châm chích để hạ gục con mồi, rồi cuối cùng mới oánh chén thật bon miệng. Thêm vào một chút thạch côn trùng yêu thích của tụi nó, chúc ngon miệng nhé, và đừng quên tiếp tục đẻ trứng sinh sôi nha. Trong lớp rong rêu có sự xuất hiện của thứ gì đó, anh bổn nhẹ nhàng gắp nó ra, xung quanh nó dường như có một lớp màng mỏng bao phủ. Bạn xem kìa, đó là một con sâu, tuy có vẻ ngoài khá mỏng manh, thậm chí những chiếc chân của nó tròn ủn, nhìn kỹ cũng có vẻ đáng yêu. Thế nhưng đừng để tất cả những điều đó đánh lừa, tụi này không dễ thương như vẻ ngoài của chúng đâu. Sở hữu rất nhiều chân dài thượt như rết, nhưng chúng di chuyển rất từ tốn, cùng nhìn kỹ hơn những chiếc chân bé tí và ngắn cũn của nó nhé. Khi di chuyển, chúng phối hợp rất nhịp nhàng và từ tốn, từ một lỗ nhỏ gần miệng, chúng có thể phun ra một loại chất nhầy để chống lại kẻ thù và săn mồi. Bạn có muốn xem cảnh kỳ lạ đó không? Anh bổn quyết định thả con sâu vào một hộp rán, khi có một sinh vật kỳ dị ghé thăm, lũ rán ngay lập tức bu đến để xem xét. Cũng như rất nhiều người, chúng bị sự nhẹ nhàng này đánh lừa, và ngay lập tức, những sợi mỏng như tơ được phun ra, dính chặt lấy lũ rán. Dù chúng có cố gắng tháo gỡ đến đâu, mọi thứ vẫn vô cùng rối ren. Bạn xem nhưng con gián này đang hoảng loạn vì không biết phải làm như nào kia. Sợi tơ tuy mảnh, nhưng một khi đã dính thì không thể nào gỡ ra được. Khi anh bổn dùng nhíp chạm vào người con sâu, nó ngay lập tức phun sợi tơ đó ra một lần nữa. Đúng là một tốc độ nhanh, gọn lẹ và chính xác. Bạn đã từng bắt gặp loài sinh vật nào thú vị đến thế này chưa? Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún Phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.